các bạn ngồi ở trên trường mấy tiết chỉ để học thì hiện tại đơn về ngữ pháp các bạn gật gật gù gù, đến lúc các bạn mở mồm ra nói thì bạn lại nói là she go to school. Nó có chán đời không? À chán bấm chán nào. Các bạn có thấy là các bạn đi thi các bạn nghe tiếng Anh rất kém có đúng không? Các bạn nghe kém hay là nghe giỏi khi bạn đi thi tiếng Anh? Mà đấy là một phần thi nhá, nghe. Các bạn không ghi nguyên từ kém, phải thêm một từ gì đằng sau từ kém cho thầy. Kém kém. Bạn Lê Thanh Phú nói câu ưng đấy, nhưng mà thầy thì không thể nói câu được. Dương nói câu ưng đấy, nhưng mà thầy thì không thể nói câu trên này được. Nhiều bạn dùng cái từ là thầy ưng đấy, nhưng mà nó hơi mạnh quá, nhưng mà thôi được rồi. Nào, thì mình nghe kém là vì mỗi lần mà mình nghe được một câu á, thì mình không chỉ là ám ảnh bởi ngữ pháp mà chúng ta còn kết hợp thêm cả việc dịch các bạn nhé. Thì khi mà mình nghe câu đầu tiên mà mình dịch, mình nghĩ về ngữ pháp, thì sau khi mình dịch xong thì nó đến câu thứ mấy rồi hả các bạn? Bấm một con số lên đây xem nào. Đến câu thứ 7 đúng không? Cảm ơn Dương nhé, cảm ơn Mary. Đến câu thứ 5. Thì sau khi mình dịch thêm câu thứ 5, câu thứ 7 thì nó đến câu thứ mấy rồi? Câu thứ 20 à? Thì đến lúc ý đã hoảng loạn chưa? Hoảng loạn rồi thì bấm chữ hoảng loạn lên cho thầy nào. Thế đã biết vì sao học tiếng Anh cả 100 năm rồi đi thi thì vẫn 1 điểm không? Tiếng Anh thì không biết, cứ đòi thi IELTS, TOEIC, chịu. Cái việc các bạn đi thi là việc hợp lý, nó cần thiết. Và nếu các bạn biết nghe nói tiếng Anh, biết sử dụng tiếng Anh rồi thì các bạn tự ôn thi nó cũng giúp cho các bạn rất nhiều. Vì nói chung là những kỳ thi thì đều có thêm từ mới, và nói chung là cứ càng tiếp xúc nhiều tiếng Anh càng tốt. Nhưng khổ nỗi các bạn đang không biết tí tiếng Anh nào, mà bây giờ các bạn cứ cắm đầu vào ôn thi, học cái tips này, tips kia, xong thì có khác gì bạn khoai nhà thầy lúc nãy ở đây, các bạn nào nhìn thấy không? Bây giờ bắt bạn làm bài tập làm văn thì nó khổ đúng như các bạn đi ôn thi tiếng Anh mà không biết tiếng Anh. Ơ các bạn có tin thế không? Ơ thật mà. Ơ kìa, ủa alo. Nó đúng. Nào thì bây giờ quay lại với cả cái chủ đề muôn thuở này là chúng ta phân tích nhiều quá, nhưng mà các bạn thấy là cái phân tích của bạn nó còn bê bết đến mức này này. Lại khóc nhá, chuẩn bị khóc tiếp không? Ok không? Sẵn sàng khóc chưa? Nó khổ một chỗ là bạn ám ảnh ngữ pháp, bạn dịch, bạn làm gì cũng được, bạn hiểu không? Nhưng như thầy ngày xưa đây này, nó khốn nỗi á, sau khi dịch xong, sau khi ám ảnh ngữ pháp xong thì thầy phát âm cả cái câu này trước quốc luôn. Đúng ở đâu mà đúng. Bây giờ thầy sẽ phát âm cái này theo cái phong cách của thầy ngày xưa. Và nếu các bạn thấy là cái tiếng như vậy các bạn thích thì các bạn bấm thích cho thầy nhá. She go to school. Có thấy thích không? Nghe có thấy nó lọt lỗ tai không? Nghe có thấy giống đồng loại của chúng ta không? Không, thầy dùng câu là trêu nhá, đừng có căng thẳng. Vì bạn thầy gọi đồng loại của thầy mà. Nào tiếp. She go to school. Nghe có vui không? Các bạn thấy khổ không? Thế bây giờ thầy phân tích có một câu này thôi. Bây giờ các bạn thử nghĩ lại, tóm gọn lại những cái điều mà thầy vừa nói lúc nãy ấy. Chúng ta đang ở chủ đề tiếng Anh trường lớp nhá. Một trong những lý do khiến đến các bạn, thứ nhất, chúng ta bị ám ảnh ngữ pháp và suốt ngày chỉ thích phân tích ngữ pháp. Cái thứ hai, chúng ta bị ám ảnh bởi việc dịch và suốt ngày chỉ dịch. Và cái thứ ba là có một cái việc đơn giản là phát âm cho nó chuẩn thì lại chỉ có tập để phát âm cho nó sai. She go to school là cái gì vậy? Các bạn có thấy cái bất ngờ khi thầy nói không? Các bạn có thấy đầu tiên là bỏ qua chữ này nhá, bỏ qua chữ school này nhá, thì thầy đọc là she go to school thì sai. Lỗi nghiêm trọng nhất là ở chỗ nào các bạn? Nó cũng không phải nghiêm trọng mà lỗi này nhục luôn á. Đúng rồi, là thầy không hề phát âm cái ES này. Các bạn có để ý không? Các bạn có để ý không? Có thì muốn có thầy nào. Tức là thầy lúc phát âm là thầy không có cái ES. Nhưng bạn thử quay ngược lại, có phải trước đấy thầy và các bạn đều phân tích về ngữ pháp? Các bạn ngồi ở trên trường mấy tiết chỉ để học thì hiện tại đơn về ngữ pháp các bạn gật gật gù gù, đến lúc các bạn mở mồm ra nói thì bạn lại nói là she go to school. Nó có chán đời không? Chán bấm chán nào. Thế mà bây giờ người ta bảo học tiếng Anh theo kiểu mới đi thì không nghe, người ta chửi là thầy nói chuyện lan man, thầy chỉ là cái đẹp trai còn chẳng dạy vào bài gì cả. Theo các bạn thầy có buồn không? Buồn gì mà buồn, nếu mà khen đẹp trai thế thì không buồn nhé. Nhưng mà nếu chỉ có nói là bảo là thầy nói lan man thế thì buồn nhé. Nhưng mà thêm một cái câu là thầy chỉ là cái đẹp trai thì không buồn. Ok không các bạn? Thì thế mới biết là các bạn bị ám ảnh ngữ pháp, nhưng cuối cùng nó cũng có tốt ngữ pháp đâu. Muốn khóc chưa? Nào, cái tiếng Anh trường lớp thì bạn ghi vào ám ảnh bởi việc dịch, ám ảnh bởi ngữ pháp, mà cuối cùng cả ngữ pháp lẫn dịch nó có tốt đâu cho nó cam. À giời đất ạ. Ới giời đất ạ. Thì lúc đầu phải học thì thầy có xin các bạn là bỏ cái kiểu học tiếng Anh trường lớp đi. Thì bây giờ các bạn có đồng ý cho thầy không? Đồng ý bấm đồng ý nào. Thầy xin đấy, có cho không? Dẹp đi. Thì sau này thầy nói qua, ngày mai thầy mới dạy chính. Thì thầy đã sửa cái phong cách học này bằng cách là học lặp đi lặp lại. Thì ý thầy ở đây lặp đi lặp lại là gì? Là như thế này. Có qua đây nhá, để các bạn biết là ai học giỏi được tiếng Anh nhá, đừng có bảo là em thế này em thế kia. Thì với thầy á, học lặp đi lặp lại là gì? Bây giờ khi các bạn đang nói là she go to school thì các bạn thấy rất sướng mồm đúng không? Nhưng mà đây này, nếu mà phải sửa câu này đúng á thì nó sẽ phải khổ một tí. Thì với thầy khi mà thầy phải nói là she goes to school là thầy thấy rất khổ các bạn ạ. Và theo các bạn, nếu các bạn để phát âm cái từ này thì các bạn sai. Đây là có 4 từ trong câu này đúng không? Thì nếu các bạn phát âm đọc cả câu này thì các bạn sai mấy từ? Thầy đang nói về phát âm nhé. Cả cái câu này các bạn sai mấy từ? Chính xác là sai tất luôn các bạn nhé. Như thầy là sai tất, thì các bạn nói phép thì có thể các bạn sẽ nói một con số nào đấy. Thầy ngày xưa sai tất. Sai tất mà. Thì đây, thầy sửa cho các bạn nhé. Thì đầu tiên từ she, nó không phải là she, nó là she. Thì để sửa, để nói như thầy một lần thì ai cũng nói được em ạ. Các bạn, khổ nỗi các bạn có bao giờ làm lần thứ hai đâu. Thế nên dù rất nhiều lần các bạn cố sửa tiếng Anh rồi thì nhưng nó không phát triển. Còn với thầy và các bạn học viên là học lặp đi lặp lại, repetition. Phải lặp đi lặp lại, repeat. Các bạn nhé. Thì thầy cứ nói she. Đến lúc mà thầy không bao giờ đọc là she nữa thì thôi. Có thầy sẽ đọc là she khi thầy nói là she sees a lion. Đó. Thì cái từ she này phải đổi. Cái thứ hai goes. Thì thầy lại phải nhớ là nó có chữ S đằng sau. Thế nên là thầy phải đọc rất chậm. She goes. Thì cái đoạn thầy chậm như vậy thì tất nhiên đây thầy đang cố tình như ngày xưa thầy phải đọc chậm như vậy để thầy nhớ các bạn nhé. Đầu tiên có thể các bạn bảo thầy bảo đọc câu này đi thì các bạn sẽ bảo she go to school. Nhưng nếu là thầy đọc câu này thì sẽ dừng 3 giây để nhớ là từ she nó phải phát âm như vậy. Sau từ she thì lại dừng lại khoảng 1-2 giây để nhớ là có es goes. Rồi thì đến câu thứ ba các bạn cứ nghĩ các bạn đọc đúng nhưng không phải. Tu là cái gì vậy? Nó là t, to đúng không? She goes to. Và câu cuối cùng này mới là đẳng cấp này. Đẳng cấp của các bạn này. Và nếu các bạn không sửa nhé, muôn đời không mà giỏi tiếng Anh. Có đúng không? Nếu các bạn không sửa cái từ school này, muôn đời không mà giỏi tiếng Anh. Các bạn ghi chữ muôn đời lên cho thầy cho nó ngấm. Và bây giờ thầy sửa luôn cho các bạn, để cho các bạn biết là mình đang sống dưới tiềm năng nhiều như thế nào. Và các bạn toàn chỉ kêu lắm liên thuyên đi. Sửa luôn nhé. Đầu tiên thầy cũng phát âm school. Bạn nào ở đây cũng phát âm school thì bấm em lên nào. Các bạn đang xem livestream mà nếu không chia sẻ cái livestream này thì khả năng thầy cũng sẽ tắt cái livestream này. Stop. No. Hộ cái nào? Hộ cái, thầy thích ấy mà, thích rau ai mà. Không, Hoàn Nguyễn ơi, xong rồi khổ thế, IPA gì ở đây nào. Bây giờ thì các bạn nhớ nhá, thầy hỏi các bạn giống hoặc khác thôi nhá. Nào, các bạn thấy giống bảo giống, khác bảo khác nào. School. Giống thì giống, khác thì bảo khác. School. Khác lòi ra đúng không? Khác đúng không? Nào, school là số 1, school là số 2. Cách nào đúng? Chứng tỏ là tất cả các bạn đều biết là cách phát âm đúng. Bây giờ các bạn cứ thật thà đi, vì chúng ta rồi ngày 3 buổi hôm nay thầy sửa cho các bạn. Mà các bạn giỏi luôn, giỏi hơn thầy ngày xưa nhiều. Thầy ngày xưa tự mò các bạn, thầy bảo rồi không? Thế tại sao các bạn đều biết cái cách phát âm đúng mà các bạn lại chọn cách phát âm sai? Thử nghĩ xong thử đánh ra là cái phát này mất nhiều năng lượng hơn đấy, chứ không có sự lựa chọn nữa. Phát này là bài tự luận, viết ra đi mới giỏi nữa. Tại sao bạn lại phát âm school mà không phát âm school? Bạn nào nói chuẩn thì thầy giải thích cho các bạn thích nhá. Ưng luôn này. Nhưng mà sau khi thầy giải thích cái này mà các bạn thấy ưng thì không bao giờ được bảo là tại sao thầy nói lan man mà không dạy học. Được không? Điên lắm rồi đấy. Hôm nào lên mạng đọc comment cũng có vài bạn nói như vậy. Thế này nhé các bạn nhé. Có ai bao giờ bảo các bạn điều này không? Tức là vì khi học một ngôn ngữ khác, thầy không nói là người Việt học tiếng Anh nhé, người Mỹ học tiếng Việt cũng như vậy, người Nga học tiếng Tàu cũng như vậy, và người Tàu học tiếng Thái Lan cũng như vậy nhé các bạn nhé. Khi học một ngôn ngữ mới thì tất cả các ngôn ngữ nó có khẩu hình miệng khác nhau. Người ta gọi là mouth movement. Nó khác nhau. Các bạn hiểu không? Vì nó khác nhau nên là bắt buộc chúng ta phải học cái khác đấy để nói một ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó chúng ta đều biến cái khẩu hình miệng của những từ tiếng Anh này về với khẩu hình miệng của tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Vì chúng ta lười, vì chúng ta muốn biến ra một cái âm nào đấy nó dễ và để cho nói cho nó đỡ ngượng mồm và cho nó nhanh, đúng không các bạn? Thì các bạn cũng thấy là khi phát âm là school thì nó khó hơn rất nhiều khi các bạn phát âm là school. Dễ mà, đúng không các bạn? Nào, ai thấy đúng bấm số 2 nào. Và các bạn không chỉ làm với từ này, tất cả các từ bạn đều làm như vậy. Thế bạn đã hiểu vì sao nào có từ nào các bạn hay phát âm sai, thầy hướng dẫn luôn. Và các bạn sẽ thấy là chúng ta toàn cố gắng phát âm liên thuyên thôi. Nào, từ nào các bạn hay phát âm sai nhất nào? Beer thì bạn phát âm đúng lòi, hôm nào để uống. Đúng rồi, từ cô gái. Girl. Thì các bạn thấy là khi mà phát âm là girl thì nghe hay không nã? Ở ngoài kia có các bạn học viên của thầy đang hô là hay ạ. Bình thường, Triệu bảo thì bình thường ý là như nào? Thì như thế nào với em mới là hay nữa. Rồi, nào girl thì đọc là hay. Thì bây giờ theo các bạn để đọc thấy nó có khó không? Đúng rồi, thì nó sẽ khó hơn một tí. là vì mình đang học ngôn ngữ mới và thời gian đầu ông nào cũng phải thế cả. Kể cả ông Mỹ học tiếng Việt họ cũng phải như vậy. Và vì nó khó và các bạn lười như hủi, thế nên chúng ta sẽ phát âm là gì? Cái này thì các bạn ghi ra được. Tại vì kiểu gì các bạn viết giống tiếng Việt. Thầy chả ghi ở đây, không ghi. Đúng rồi, các bạn có thấy phát âm là girl nó có sướng không? Bây giờ hỏi một câu này rớt nước mắt này. Thế nếu các bạn nói là girl thì theo các bạn Tây nó có hiểu không? Cho đây thật đấy. Đến bố nó không hiểu được chứ đừng nói là không hiểu. Girl là cái gì? Nhưng mà thôi, mai thì thầy sẽ hướng dẫn là cái cách để chúng ta phát âm, ok không?